Tiếng súng được nghe thấy trong khi những người ủng hộ ông Morsi tuần hành trong khắp thành phố Cairo, tên từ Cairo. Hàng trăm người biểu tình Hồi giáo dường như đã bị bắn tại Cairo hôm nay, trong khi họ đang tuần hành tới quảng trường Ramses ở trung tâm thủ đô. Những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã tuần hành qua cây cầu mang tên ngày 15 tháng 5 khi tiếng súng vang lên làm cho họ phải bỏ chạy tìm nơi tránh đạn. Hiện vẫn chưa rõ ai đã nổ súng và hiện giờ vẫn chưa có báo cáo về thương tích. Một nhóm người có thể được nhìn thấy ném đá xuống những người biểu tình từ nóc một tòa nhà nhìn ra cây cầu. Một trong những người biểu tình dường như đã chĩa một khẩu súng về phía nóc nhà, nhưng không rõ ông ta có nổ súng hay không. Cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi đã biến thành bạo lực trên khắp Ai Cập trong ngày hôm nay, với các nhân chứng cho biết đã có 4 người chết ở trung tâm Cairo và ít nhất 12 người thiệt mạng ở các thành phố phía Bắc, trong khi huynh đệ Hồi giáo tổ chức ngày phẫn nộ.